Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Truyền là bộ trưởng cuối cùng trả lời trong phiên chất vấn ngày hôm nay, khẳng định thời gian tới các cơ sở dạy nghề sẽ hướng tới nhu cầu của doanh nghiệp để đào tạo các ngành nghề, thậm chí là các cơ sở này còn sẽ thành lập bộ phận marketing để tìm hiểu nhu cầu thị trường lao động. Bộ trưởng Phạm Thị Hải Truyền cho rằng đây là một trong những giải pháp có thể giải quyết những tồn tại hạn chế trong công tác đào tạo nghề hiện nay. Khá nhiều đại biểu cùng quan điểm với đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh Trần Quốc Tuấn đã đặt vấn đề với Bộ trưởng Phạm Thị Hải Truyền. Tại sao công tác dạy nghề được triển khai với nguồn lực đầu tư lớn, từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị dạy nghề và gần như ở địa phương nào cũng có hệ thống dạy nghề. Nhưng trên thực tế, những cơ sở này không phát huy được hiệu quả và có nguy cơ lãng phí. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hệ quả trên là vì tay nghề của các học viên sau khi được đào tạo không đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Mặc dù đã được học nghề, nhưng khi doanh nghiệp nhận vào vẫn phải đào tạo lại, nên người học không ham muốn học nghề. Vậy với vai trò là người trực tiếp tham mưu cho chính phủ trong lĩnh vực này, Bộ trưởng có giải pháp gì để vừa khai thác tốt nhất, hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước tại các trường nghề, nhưng cũng vừa đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong sử dụng lao động hiện nay? Thông qua cái kiểm tra vừa rồi, thì chúng tôi có tới đây chúng tôi sẽ đề xuất cho chính phủ những vấn đề bất cập từ cái đầu tư cơ sở hạ tầng, từ cái đầu tư trang thiết bị, đội ngũ giáo viên và cái phương pháp đào tạo. Thứ hai là chúng tôi có chỉ đạo cái hệ thống ngành dọc của mình, đó là các cái trường nghề phải gắn với cái thị trường lao động. Tất cả các cái trường của từng địa phương thì phải bám sát với các cái doanh nghiệp quanh khu vực mình, họ cần cái gì để đào tạo trên cái sở cái mình đã có. Tất nhiên có những cái người ta cần mình không có thì phải chịu. Và bây giờ một số các cái đơn cơ sở dạy nghề chúng tôi có chỉ đạo là phải hình thành một bộ phận mang tính chất là tư vấn tiếp thị, tức là phải nắm cái nhu cầu thị trường để quyết định cái định hướng đào tạo cho trường. Trong thời gian qua, công tác đào tạo lao động nông nghiệp, nông thôn hiệu quả chưa cao. Phần lớn đào tạo nâng cao tay nghề chưa thật sự để giải quyết việc làm mới. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với vấn đề trên như thế nào? Bộ trưởng có giải pháp gì trong thời gian tới để giải quyết những hạn chế trên? Để đánh giá cái vấn đề kết quả cái dạy nghề lao động cho nông thôn thì chúng tôi đã tổ chức hội nghị ở 3 vùng và chúng tôi thấy rằng là nhìn chung là hiệu quả. Tuy nhiên tiếp thu ý kiến đại biểu cũng còn nơi này nơi khác cái cách thức tổ chức chưa hiệu quả. Và cái chính vì vậy mà cần phải được xem xét. Chúng tôi đã tham mưu cho chính phủ và trực tiếp là Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo là đến tháng 6 này sẽ đánh giá cái 3 năm thực hiện cái chủ trương dạy nghề cho lao động nông thôn. Trên cơ sở những cái được thì phát huy và những phần chưa được thì ngoài ý kiến chủ quan của cơ quan quản lý nhà nước thì lắng nghe ý kiến của đại biểu Quốc hội, của cử tri để mình xem xét tới đây sẽ đề nghị là sửa cái gì. Kính thưa Bộ trưởng, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương liên quan đến việc tạm dừng chế độ chính sách mà nạn nhân chất độc da cam được hưởng, người đứng đầu ngành lao động thương binh và xã hội nhận định chính hồ sơ gian lận quá nhiều là nguyên nhân tạm dừng việc thực hiện chính sách này. Bộ trưởng Nguyễn Thị Hải Truyền đã trình bày khá kỹ các hình thức làm giả hồ sơ nhằm trục lợi bất minh và khẳng định các cơ quan chức năng đã thu hồi hàng nghìn tỷ đồng, nhưng đây cũng là con số nhỏ so với các vụ việc làm giả hồ sơ. Và đề xuất là tới đây sẽ xây dựng, đề nghị là xây dựng cái luật Bộ Lao động tháng 5 2011 thì cũng có một cái văn bản là để xem xét là tạm dừng cái việc đó, chỉ giải quyết những hồ sơ đã có và để tiếp tục xem xét xử lý vấn đề này. Thế và quá trình trong và đến tháng 4 năm 2012 thì Bộ có văn bản 1040 và có yêu cầu các địa phương là những hồ sơ đã tồn đọng đã hoàn thiện và đến sở thì các đồng chí tiếp tục giải quyết. Phần còn lại thì đợi cái pháp lệnh người có công, và đến hôm nay thì pháp lệnh người có công đã có ban hành và đã có hướng dẫn thì những cái thủ tục và những cái hồ sơ này thì sẽ tiếp tục thực hiện. Trước chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Minh Tuyết về phát biểu của một Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng lạm phát và suy thoái kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người nghèo, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Truyền đã khẳng định ngay đó chỉ là quan điểm của cá nhân, còn quan điểm của Bộ luôn chia sẻ suy thoái kinh tế thì đời sống nhân dân, trong đó có một bộ phận người nghèo chắc chắn bị ảnh hưởng. Đưa ra dẫn chứng một loạt các chính sách đã và đang được thực thi và mặc dù trong bối cảnh khó khăn nhưng nhiều chương trình dự án hỗ trợ người nghèo vẫn bảo đảm được thực hiện. Bộ trưởng Phạm Thị Hải Truyền khẳng định Đảng và Nhà nước luôn có chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo ở những vùng khó khăn. Sáng mai, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục trả lời chất vấn. Phiên chất vấn sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.